Cảm ơn quý vị vẫn không rời máy để tiếp tục chương trình. Loan Anh và giáo sư Trần Ngọc Dũng sẽ tiếp tục chương trình và vẫn sẽ tiếp tục chương trình. Ok, và thưa giáo sư, về tiếng Việt và gốc Pháp thì nãy giờ em và giáo sư cũng cũng bày tỏ, cũng giải thích nhiều cho quý vị khán thính giả biết. Thì em có cái thắc mắc là ở trong cái quá trình thu nhập đó có những cái giai thoại gì mà để mà mình biết trong cái phân tích về tiếng tiếng Pháp nó thu nhập vào cái tiếng Việt của mình, nó trong cái thời gian nào, trong quá trình nào, thầy có thể cho em và khán thính giả được biết. Dạ thưa, những suốt trong cái thời gian gần 100 năm mà người Pháp đô hộ, mình tính từ ngày 1956 đến 1856 đến 1954 thì quý vị ta còn 2 năm nữa là đầy 100 năm á. Thì mình du nhập rất nhiều. Nhưng mà có những cái chuyện vui trong cái thời gian mà đó mình tiếng Việt tiếp xúc với tiếng Pháp. Và như hồi nãy tôi có thưa với quý vị là cái chuyện mà nói tiếng Pháp bồi á, như thế là con cãi cha mẹ trong đường con hư á, thì có cái lần anh bồi tức là cái người giúp việc hay người làm việc trong nhà cho cái chủ Pháp hay là cái văn phòng Pháp á, thì diễn tả con cọp thì nó là tí tí dôn tí tí noa lý có lý grow hơn bớp mà lý gầm lý gừ lý sực cá toa mà lý sực cá moa, hoặc là lý gầm lý gừ lý măng rê toa mà lý măng rê moa, tức là ý anh ta muốn nói là tí tí dôn, tức là tí dôn, dôn là màu vàng, nó một ít màu vàng, tí tí noa là một ít màu đen, mà lý grow hơn bớp tức là nó to hơn con bò, lý gầm lý gừ mà lưỡi ăn có quá lưỡi ăn ông mà cũng lưỡi ăn tôi luôn, ý muốn nói là con cọp chẳng khá vậy, muốn nói là con cọp nha, cứ nói con cọp nó giải thích hết con cọp, nó nói con cọp nó như là cái con cọp nó to một cái ít đen một ít vàng đó ra thì nó to hơn con bò, nó gầm gừ rồi nó ăn gầm gừ rồi nó không, tại sao nó không nói ra con cọp mà nó lại vâng. Đi vòng để mà nhưng mà ông cái chủ tay dường như hiểu ông tưởng tượng ra là ông hiểu tại vì cái người bồi đó họ không hiểu cái con cọp, họ không hiểu cái từ ngữ của con cọp, không có cái chữ tiếng Việt nó không có, nhưng mà diễn tả con cọp diễn tả con cọp, nhưng mà ông Tây đó ông cũng hiểu là vâng. Ông cũng hiểu là con cọp, hoặc là có lần ảnh dịch cái câu mà con cọp mà đi ăn đêm rồi phải cần mềm luận cổ xuống ao thì anh là nói là fin signon mais aller manger nuit haricot dra branche mumol tombe cou descend de mer. Thì quý vị thấy dịch ra từng chữ giống như hồi nãy con cãi cha mẹ trong đường con hư vậy. Ấy thì đó là những cái giai thoại mà nói về người bồi, người Việt làm việc cho Pháp mà nói tiếng Pháp theo cái lối bồi. Dạ, nói tiếng Pháp theo lối bồi có nghĩa là mình biết cái từ nào mình nói cái từ đó, chứ mình không có sắp theo và danh từ động từ chủ từ đâu. Không. Nó là kêu tiếng bồi, hôm nay là người ta kêu tiếng ráp đó, ráp vô rồi mình nói thôi. Tuy nhiên đây tôi có một cái câu chuyện nhỏ để nói với tụi quý vị, thì có cái anh này là quý vị cái thời kỳ mà Pháp qua thì cái tiếng Hán nó bắt đầu pha nhòa và người ta bắt đầu đi học qua chữ Pháp rồi qua học chữ Quốc ngữ, người cái học chữ Nho nó tàn lụi dần đi. Thì cái anh nhà Nho này anh muốn thử tài của anh Pháp, cái anh mà giỏi tiếng Pháp coi thì có biết cái chữ Nho chữ Pháp gì không làm sao. Thì lúc đầu anh muốn hỏi cái anh mà giỏi tiếng Pháp bằng một câu tiếng Việt Nam hoàn toàn. Anh hỏi gì như này: cửa công đánh bà già. Cứ nếu mà quý vị hiểu chữ cửa công đánh bà già thì liên quan gì đến cái câu hỏi của anh ta. Nhưng mà anh này muốn thử tài anh kia. Và anh Tiên suy nghĩ hoài, không biết tại cái câu hỏi nó nghĩa là gì. Thì anh này mới giải thích cửa công đánh bà già, anh phải qua 2-3 giai đoạn thì mới hiểu ra cái ý của tôi muốn nói. Nếu mà tôi dịch cái chữ cửa công đánh bà già ra tiếng Hán có nghĩa là công môn đã lão phụ. Mà công môn đã lão phụ thì theo cái âm nó hào hào với tiếng Pháp là comment télévou. Thì anh già nó nói cửa công đánh bà già có ý muốn nói là con anh có khỏe không, kiểu như tiếng Anh là how are you đó, nhưng mà tiếng Pháp là comment télévou.
Thì Khang nghe được được giải thích xong, anh kia à hay quá ha, cũng là anh phục lắm. Nhưng mà lần sau cái anh mà giỏi tiếng Pháp này, anh lại muốn thử tài anh Thiên anh kia À, bằng cách anh cái anh Tào chứ là anh dịch ra chữ ra là anh tiếng Tào tiếng Nho, chữ Nho, dạ để anh hỏi cái anh chàng kia coi thì có biết gì. Thì anh ta mới nói câu cái này là có thể cô đọc vào cái câu này. Anh ta học hỏi anh Nho học á, dạ là nó hỏi về cái lơ phú dình anh chưa đó. dạ Lô phú dình anh đô thiên hoa, sở đi dĩ vợ ăn ăn nớp bậc ti tí bành là gì? Bậc Là ti bình bằng đó, bậc tại quý vị thấy ti ti bành là gì? bậc ti bình bằng đó. Thì anh Nho, Dạ anh Tây học, cái anh này hỏi anh Nho học cái này bằng cái cách anh dịch cái này, cái những cái âm nó ra này bằng bằng chữ chữ Nho bằng cách là dạ lơ phú dình anh đô thiên hoa, sở đi vĩ vợ ăn nấp bậc ti bành bành. dạ Thì quý vị, cái này người ta gọi nó là transliteration, tức là chuyển tự, chuyển cái âm nó ra bằng một cái lối viết, lối nói khác. à Thì dĩ nhiên là ông Nho học ông suy nghĩ hoài mà không ra, thì anh đúng kia anh mới đọc ra cái câu chữ Pháp, nó có nghĩa là Le Fusil Indochinois se divise en neuf parties principales. Ý muốn dạ nói là anh muốn mô tả cái súng trường cái Đông Dương, à súng cái súng trường trường tức của là người Le đúng Fusil rồi là cái đúng súng, rồi súng trường của Đông và Dương Indochinois tức là Đông Dương, Indochina dạ rồi se divise là chia ra là en neuf parties principales, là chín cái bộ phận chính. Nó một cái khẩu dạ súng nó có cái chín bộ phận chính, lại anh ta muốn mô tả cái khẩu súng muốn trường mô Đông tả Dương. cái khẩu súng trường đó, mà cái anh người người Tây người Pháp đó nói tiếng Tàu mà cái anh Tàu anh không hiểu Anh giỏi tại tiếng vì Nho anh dạ không hiểu, cái anh Tàu cái anh giỏi tiếng Nhật anh không hiểu tại vì cái anh Pháp đó anh phiên dịch anh dịch, anh anh dịch dịch cái ra chữ từ già đó. cái dịch của bên mà bên chữ bên như là chữ cái đó là cái dịch đó là của bên cái chữ đó là sao thầy cái chữ đó là Cái đó người nó ta gọi phiên là dịch đó nha transliteration đó, tức là Translation là nó của chuyển international của như dạ là vụ quốc tế đó dạ cái anh người Tây nói tiếng 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 nói tiếng Hoa cho cái anh người Hoa mà không hiểu anh Nho đó, cái anh anh người tên đó Nho anh Nho, anh muốn thử anh Tây bằng cái anh thử tài anh Tây coi thử cái khả năng về tiếng tiếng Nho của tiếng anh bao Nho nhiêu, của anh Tây sao mà rồi mới chuyển qua tiếng Pháp. Cái dạ anh lấy cái tiếng Pháp anh chuyển qua chữ Nho xong rồi anh mới hỏi cái anh Tây coi thử có hiểu được gì không. Thì quý vị thấy là ăn miếng trả miếng đó mà, nhưng mà rõ ràng là hay, anh nào cũng hỏi anh kia mà anh kia cũng ngớ ra cuối anh cùng kia cũng không hiểu anh này nói gì cũng không hiểu anh kia cũng ngớ là anh này anh đọc chữ nho mà anh kia là cũng là một bụng chữ nho đó mà cũng không hiểu chữ dạ vâng. Vì nho vậy cho nên đó thì quý vị, đây những cái giai thoại để nói về cái khi mà hai cái ngôn ngữ tiếp xúc với nhau thì có những cái chuyện, những cái điều rất là thú vị. là Và tôi đang cố cố kiếm thì có cái tài liệu để nói về cái chữ gọi là người thì tạo bồi mà cũng không thấy. Thì quý vị, bởi vì người Việt mình không không dùng cái chữ theo cái lối đó, mình dùng theo cái lối của mình. Thế cho nên cái gọi là tiếng Việt gốc Hán đó thì nó nổi bật hơn là cái chỗ là cái tiếng Pháp, vì cái tiếng nổi bật đó chỉ là mình không có dùng tiếng Tàu để nói tiếng Bồi, mà mình dùng tiếng bà Tàu để mình đối lại với người Tàu bằng những cái cách của mình. Và thưa quý vị, có dịp thì chúng ta sẽ nói đến chuyện tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng 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 Anh, tiếng Việt mà tiếng có Việt gốc Ăn Lê nữa tiếng thì Việt mà sẽ có nhiều có gốc cái gì Anh rất là thú vị quý vị ạ. Hy vọng là có dịp chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái chương trình cảm này. ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Và Loan Anh và giáo sư Trần Ngọc Dũng xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Xin chào. Tiếng